Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 4, tuần 5, trang 48-49. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ Thầy Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của bài hôm nay. Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ, trung thực, tự trọng. Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực. Ví dụ, từ cùng nghĩa thật thà, từ trái nghĩa là gian dối. Thì ở đây đầu tiên chúng ta phải hiểu được trung thực là gì. Thì qua cái bài tập đọc, qua cái bài tập đọc những hạt thóc sống, vân vân. Thì sau khi mà chúng ta học bài đó thì chúng ta thấy rằng trung thực là thành thực với người và cả với chính mình, luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thành trong từng lời nói và hành động. Thì đó là một trong những cái phẩm chất quan trọng nhất là tạo nên cái giá trị của một con người chân chính. Thì người trung thực sẽ không chấp nhận gian dối bất kỳ việc gì. Đó thì chúng ta đã hiểu được trung thực là như thế nào. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái từ trái nghĩa với trung thực. Cô xin lỗi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái từ cùng nghĩa với trung thực trước. Thì từ cùng nghĩa ở đây với trung thực đó là thẳng thắn. Ngay thẳng, ngay thật, chân thật, thật thà, thành thật, thật lòng, thật tinh, thật tâm, bộc trực, chính trực, trung thực, vân vân. Thì đây là những cái từ cùng nghĩa với trung thực. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo sẽ tìm những cái từ trái nghĩa với trung thực. Thì trái với trung thực thì đó là gian dối, dối trá, gian lận, gian manh, gian ngoan, gian xảo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa đảo, lừa lọc, vân vân. Thì ở đây có rất là nhiều từ cùng nghĩa với trung thực và trái nghĩa với trung thực, thì chúng ta sẽ tìm một số từ tượng trưng như thế này thôi. Nếu mà kể ra thì còn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực. Thì chúng ta ở trên chúng ta đã tìm ra tìm được những từ cùng nghĩa với trung thực và trái nghĩa với trung thực. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu với những cái từ này. Ví dụ như là Tô Hiến Thành là một người rất chính trực. Sự dối trá bao giờ cũng đáng ghét. Đó, thì đây đầu tiên đó là từ cùng nghĩa với trung thực đó là chính trực. Câu thứ hai, trái nghĩa với trung thực đó là dối trá. Rồi tiếp theo câu số 3. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng? A. Tin vào bản thân mình. B. Quyết định lấy công việc của mình. C. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. D. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác. Thì ở đây chúng ta có 4 cái dòng. Bốn câu A, B, C, D. Câu A thì tin vào bản thân mình thì nó chưa có đầy đủ. Còn tự trọng mà quyết định lấy tất cả công việc của mình thì không được. Rồi C là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Thì cái này chúng ta thấy rất là hợp lý. Ở câu D là đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.
Thì để mà phân tích được những cái dòng ở dưới đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu tự trọng là như thế nào. Tự trọng là một trong những cái đức tính tốt đẹp, là một trong những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, là đức tính luôn luôn chú ý giữ gìn phẩm giá nhân cách của mình dù ở bất cứ cái hoàn cảnh nào. Và như vậy thì người có lòng tự trọng là phải biết xấu hổ khi đã lỡ xảy ra cái điều gì sai trái và luôn có cái ý thức sửa chữa cho đến cùng. Như vậy thì cái người tự trọng thì đó sẽ là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Như vậy ở câu 3 này thì cái câu mà cái dòng mà nêu đúng nghĩa của cái từ tự trọng đó là ở câu C, là coi trọng và giữ gìn cái phẩm giá của mình. Đó, như vậy ở câu 3 này chúng ta sẽ chọn là ý C, tự trọng là coi trọng và giữ gìn cái phẩm giá của mình. Rồi tiếp theo câu 4. Có thể dùng những cái thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây để nói về đức tính trung thực hoặc về lòng tự trọng? A. Thẳng như ruột ngựa. B. Xé rách phải giữ lấy lề. C. Thuốc đắng giả tật. D. Cay ngay không sợ chết đứng. E. Đói cho sạch rách cho thơm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ giải thích các câu tục ngữ ở trên nó như thế nào. Thì ở đây cái câu tục ngữ thẳng như ruột ngựa, đây là cái tính tình thẳng thắn không lương lẹo. Tiếp theo, giấy rách phải giữ lấy lề, tức là câu B. Thì dù có nghèo khổ khó khăn hay bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng phải giữ gìn cái phẩm chất đạo đức lòng tự trọng, là giống như giấy dù có rách thì cũng phải giữ cái lề. Còn thuốc đắng giả tật, thuốc đắng mới có thể khỏi bệnh, lời chân thật thì thẳng thắn mới có thể giúp nhau tiến bộ. Còn cay ngay không sợ chết đứng thì những người ngay thẳng không làm việc xấu thì không cần phải sợ bất cứ điều gì. Đói cho sạch rách cho thơm là dù trong bất cứ hoàn cảnh đói khổ vất vả cũng phải giữ gìn danh dự và phẩm giá của mình. Như vậy những cái câu mà nói về những cái câu thành ngữ tục ngữ nói về tính trung thực đó là câu A, câu C và câu D. Rồi các thành ngữ tục ngữ nói về lòng tự trọng đó là câu B và câu E. Thì các thành ngữ nói về trung thực câu A đó là tính thẳng như ruột ngựa. Rồi thuốc đắng giả tật. Rồi cay ngay không sợ chết đứng. Đó là những cái câu nói về tính trung thực. Rồi câu B là giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch rách cho thơm, thì đó là nói về cái lòng tự trọng của mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.